Mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với chuyên mục quen thuộc Bạn Có Biết. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một món chay, đó là món canh kiểm. Canh kiểm được coi là một món ăn chay đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Người ta thì thường hay ăn canh kiểm vào những ngày rằm lớn hoặc là những ngày dỗ chạp. Đặc biệt thì canh kiểm là một món ăn chay hiếm hoi có tên gọi riêng, chứ không phải là gọi tên theo kiểu giả mặn như là đa phần các món ăn chay khác. Canh kiểm á, Ngọc nhớ không lầm là có vị ngọt, được nấu từ các loại nông sản như là bí ngô, bí đỏ, khoai lang, đậu que, đậu phộng, bột khoai, đậu hũ và đặc biệt không thể thiếu đó chính là nước cốt dừa. Đối với người ăn chay thì canh kiểm là món rất được ưa chuộng khi chan với cơm hay là với bún, bởi vì sự kết hợp hài hòa của những vị ngọt, mặn và béo. Ở miền Nam vào những ngày rằm lớn hay là những ngày dỗ chạp thì các bậc sư thầy, bá tánh Phật tử có thói quen là vào chùa dùng một bữa chay. Ở nhà chùa thì luôn dọn sẵn thức ăn và trên bàn thì không thể nào thiếu được món canh kiểm, đặc trưng bởi cái lớp sánh nước dừa màu trắng ngà thơm phức. Nguồn gốc của món canh kiểm là do hồi xưa đó Phật tử thường đến cúng dường vào các dịp rằm hay là lễ. Người thì mang đến trái bí, người thì dâng miếng khoai, quả mướp. Các nhà sư mới nghĩ ra một cách là gộp lại tất cả những nguyên liệu này nấu thành một món ăn chay để thết đãi cho chúng sanh. Và nước cốt dừa chính là linh hồn của món canh kiểm. Ngoài ra thì còn có một cái đặc trưng nổi bật khác, đó là vị ngọt. Từ xưa đến nay thì người dân Nam Bộ luôn nổi tiếng là thích ăn ngọt, món ăn phải có cái hậu ngọt. Thế nhưng mà ngọt như canh kiểm thì có lẽ rằng khá đặc biệt, bởi vì cái độ ngọt của nó có thể sánh ngang chè. Thậm chí là người dân ở những khu vực khác còn đùa với nhau rằng là chỉ có dân Nam Bộ mới ăn nổi canh kiểm.